Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây là Núp đây thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mạch Khoa. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Tin. Chào mọi người tin nào ba thanh niên ơi. Hello mọi người. Rồi thì hiện tại chúng ta đã có mặt ở trong một cái mini game rất là mới các bạn ơi. Hôm nay thì bọn mình sẽ có một cái cuộc chiến các bạn nha. Đấy, cuộc chiến gọi là chiếm đoạt block than các bạn ơi. Nghe nó thú vị đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ gọi là chiến đấu PVP. Đấy thì mình với cả Bí Ngô một team này. Thấy thế còn dài Bí Ngô đang bị lùa quá trời sang team đó đấy. Ừ, tính ra là mình mới Kendrick nhưng mà thôi được rồi. Đấy. Đấy, ok đấy. Bạn ơi. Đấy thì nói chung là luật chơi như thế nào thì phải vào chơi biết được. Đấy, ok bạn ơi. Nhiệm vụ của mình sau vòng bao nhiêu phút thì mình cũng không biết nữa. Nó sẽ xuất hiện block than đây này. Thì chúng ta sẽ phải chiếm mạng. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải đi nhặt những cái gọi là đây này, những cái mảnh trên này chúng ta con dài này. Này như ok bạn ơi. Ui 5 mảnh luôn đi. Này như con dài kìa. Con dài kìa. Thôi té rồi bạn ơi. Té rồi, té rồi. Té luôn đi. Tầm này té luôn như cất vào xương em nhé. Ui ui đây ok bạn ơi. Rồi rồi ok bạn. Đây đây núp bảo kê, núp bảo kê ra sao con dài sao. Ra đây ra đây. Xuống rồi, xuống rồi, 2 đánh 1 này. Ra đây, ra đây, ai quan tâm này như đây, ok bạn ơi. Thôi té, 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 té. Ui, 9 mảnh rồi, này núp về, núp nâng cấp được luôn rồi. Đấy, như ok, ok. Ngoài tính là rồi, lấy luôn, này như để dương. Ui giời. Quá đâu. Đấy, ui giời ơi, tự nhiên mình sẽ. Ui, em chạy đây. Mình sẽ được cái này các bạn ơi. Tính là chết mất đồ nha, hết đâm ra phải cẩn thận các bạn ơi. Đây. Đây, đúng rồi, sau lưng, đây, cứ để đây, cứ để đây, đi ra chiến đấu đi. Ôi, con dài, cái đồng này. À, đây. Đâu, 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 ra đây, cái mẹ con dài này xây tháp ở đây à, này, như xây tòa tháp đây à. Ghê đấy nhỉ, này, như bắc cầu à, cầu kiều à. Đấy, ok, bạn đây. 14 mảnh nhá ơi. Này, như 14 mảnh với chúng tôi à. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. 14 mảnh với chúng tôi à. Này, như. Ui giời, này. 14 mảnh với chúng tôi à. Ai đâu? Tạm biệt, cứ đứng đấy, cứ đứng đấy. Ê con dài, con dài. Ê, ok kìa, coi như mình chui ra đây chết luôn à. Ôi này, ôi. Cái quá. Như mình cái đấy nhờ mình chui ra đằng sau nhà của thanh niên kia vẫn bị chết các bạn ơi. Như ok thôi được rồi, không sao. Đi 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 lên 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 lên. À con dài đáp cái gì lên à. Đâu, đáp phải đáp vào đất. Snowball nè, snowball nè. Đây 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 đi nhặt mấy cái này để núp vào. À, như chết luôn, mất luôn cái áo giáp như gai của tôi bạn ơi. Phải phanh biết cái gì uy tín rồi. Phanh biết cái gì uy tín nào là như ok. Cái này các bạn này, cái gần nết đấy thì đắt giá lắm. Như em mình sẽ có lúc nhân ạ. Mua cái gì đây? Mua cái gì đấy bạn ơi? Ngon ngay bạn ơi. Ui, grenade này lại còn có sắc bén ngà. À, con dài bắn cung các bạn ơi. Bắn cung này, bắn cung này. Và như thế mạnh hơn là cái đồ cho free đấy. Bắn cung này. Bắn cung này. Ok, đúng cũng biết cái nào nó xịn rồi. Là như thôi 10 cái mảnh rồi, nhặt được mảnh nào mang về cất mảnh đấy với ngôi. Nhé, khẩn trương con dài làm cái gì đi nào nhà ra đây. Thế như chế tạo luôn đúng rồi. Ui giời, chết cái gì rồi đi đâu nha. Chế cục kim cương. Ui giời, đi chế cục kim cương á, kiếm kim cương á. Ồ, ở trên này có gì đấy? À, kiếm kim cương này, đúng rồi, đúng này có cả Snowball Free. Rẻ hơn, rẻ hơn. Ok, ok. Ui giời ơi, rẻ hơn chả làm gì. Ôi ok, bạn ơi, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, mình có chiến thuật sau bạn ơi. Bình tĩnh các bạn nhá. Ui, thiệt là thú vị. À, thiệt là thú vị các bạn ơi. Ê à, ê à, không có đâu. Cày đấy là chứ không chiếm được cái của ok bạn ơi, đi 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 đi. Lúc được 18 mảnh rồi bạn ơi, 18 mảnh rồi, té rồi, té rồi, té rồi. 18 mảnh. Té rồi, té rồi. 1 mảnh rồi. Về cất, về cất, về cất, về cất, về cất. Ngoài cái này là chúng ta ngoài lúc được 3. Cái này là chết 34 mảnh rồi, mang đây, mang đây, mang đây cất vào đấy đi. Ok, chết là mất mà, chết là mất, cất là còn. Chết là mất là cất là còn. Cẩn thận nha, con trời bắn kìa. Đây mà như bắn cái gì? Bắn cái gì? À nó bắn cái gì? Bắn cái khỉ khô gì? Bắn cái khỉ khô gì? Ui ui. Bắn cái khỉ khô gì? Bắn cái kiếm gì rồi? Khỉ khô gì? À, bắn cái khỉ khô. Ây da. Mất hết đồ xịn rồi. Chết rồi. Mua hết đi, mua hết cái bóng mình. Như
Rồi rồi, ui, hai ba mày rồi, hai ba mày rồi, cất vào, tích chữ. Á, con rời kìa. Rồi, rồi, ném rồi. Ây à, đúng chết luôn rồi. Hay lắm. Rồi, cái ném mà mất hết luôn bạn ơi. Cái này mạnh thật các bạn ơi, cái snowball mạnh thật luôn đi mà. Còn đi còn kêu mà. Ờ. Còn lâu phải ném vào cỏ mới nổ. À, thế à, mà như... Ôi trời ơi, cảm giác là về đến nhà sắp được ăn rồi mà mất rồi. Nó hè lắm mày ạ. À, như... Con giải kia. Đúng rồi, mua kim cương chế tạo hơn á. Con giải bí ngô nãy giờ cứ làm cái gì thôi các bạn ạ. Cứ ở nhà ngủ thôi, sợ quá rồi. Đâu, đông rồi. Kim cương chế tạo hơn. Mua cho cối rồi, xong rồi tí nữa chết queo rồi. À. Đấy, vừa bảo xong. Đấy, nói nó sai đâu về những phế thật sự bạn ấy không có tác dụng gì trong cuộc đời. Này với chúng tôi này các bạn ơi. Ok. Bác vào tận trong nhà đúng không nhỉ? Bác vào tận trong nhà. Được. Phải ném vào cỏ mới nổ. Ném vào cỏ mới nổ. Ui, 40 này rồi bạn ơi. Này, như xem nào mình xem chế tạo. Chưa được 33 đúng không? Ờ cứ để đấy này, như. Ngoài cái khẩn đáp tận vào nhà kìa, đáp tận vào nhà kìa. Cái cỡ Hay đấy, ném đi Vanh. Ờ, ném được bao nhiêu cái, quan trọng là ném được bao nhiêu cái. Quan trọng là ném được bao nhiêu cái, hiểu chưa? Biết rồi. Rồi, giờ bị mấy thanh niên ném. Úi giời. Đúng đi. Không ném qua cửa này đâu. Không ném qua cửa đâu. Có, ném được qua cửa đây. Hình như là block kia nó sắp xuất hiện rồi anh em ơi. Mà như... Đi. Ergo chạy thôi, bạn này chạy thôi. Như... Tính ra là cái grenade này ném nó chả chiến thuật đánh nhau cả. Thôi quy định là không dùng grenade đi. Mà như tính ra cái này nó cứ đứng ném từ xa có tác dụng gì đâu đấy. Mà như là bên kia có đồng ý ký hiệp định không? Đồng ý. À ok, thế thì chiến đấu nha. Rồi chiến đấu bằng vũ khí nha, chứ không có gọi là grenade gần đúng vậy. Thành niên có vũ khí xịn rồi đấy. Chưa, lấy đâu ra mà có. Nó lại thấy mất quan điểm. Này như, ok bạn này. Nha, sao sao nào. Con dài này chế lắm thế, đi ra công an. Như, ui dồi ôi, chả có vũ khí gì đâu. Bạn ơi là cái này nó còn, cái này nó còn gọi là có cái đe đâu vậy. Như có cái để mình ấy đâu mà cho cái đe the right in God để làm cái gì. Ok, thôi được rồi, để nút đổi. Ồ, có cục than rồi, đa. Nè, các bảo ơi, cục than kìa, lấy cục than kìa. Đâu rồi? Ôi, bí ô cầm ơi. Bảo vệ ra. Con dài này, hai con dài này tuổi. Ui dài ơi. Như game đầu tiên quá đơn giản đúng không? Mãi chết đồ thế đâm ra mà chiến thắng luôn. Anh đào cho bí ngô nhặt. Thôi được rồi, đấy. Rồi, game 2 bắt đầu rồi. Bây giờ kể từ, nói chung là kể từ game này là không sử dụng grenade nha. Đấy, bắt đầu chiến đấu này. Cái grenade này nó OP quá, bạn này ném cái chiếc queo rồi. Thôi được rồi, đi sang. Giờ này chiến đấu thực lực rồi. Thực lực rồi. Vũ khí mặc định của Mike Park rồi bạn ơi. Chứ định làm cái gì? Định làm cái gì mới được chứ? Ây da. Đúng rồi, lấp lỗ vào, mình đứng như này có lợi hơn. Không, con này. Không đuổi được đâu. Con người này định làm cái gì ai hả? Mà như hồi định chạy luôn. Ừ, chạy luôn như đi. Chạy luôn như thế. Lấp làm cái gì? Nhà đứa anh. Chiến thuật. Ây da, thôi. Chiến thuật làm cái gì? Có bao nhiêu cái block? Có bao nhiêu cái cánh cửa? Rồi chiến thuật. Ok, bạn ơi, đi. Chiến thuật. Thôi, chạy thôi. Chiến thuật. Ôi, đủ rồi, chạy thôi. Này, sang bên kia nhặt đi, Vĩ Ngộ, sang bên kia nhặt đi. Như chúng ta ở đây rồi. Cứ đứng đây thôi, lo cái gì? Cứ đứng đây rồi, bình tĩnh, đứng đây thôi. Nằm này, vội vàng làm gì các bạn ơi. Không được 6 mảnh này, về nhà. Ôi, chết rồi, nhảy ra ngoài rồi. Con dài nhảy, lọt hố chết queo luôn bạn ơi. Đi. Được rồi, bao nhiêu sao mình kia nhặt đi. Như thôi đi. Té. Như di chuyển nè. Đâu sao nào. Để nút nào là có bao nhiêu mảnh rồi. Bạn 8 này. Ở đây chúng ta 16 mảnh ấy, nút ơi, chế độ đi. Đây bạn ơi, đâu. Bật lên này. Rồi, ui giời, mua nhiều mũi tên quá bạn này. Được rồi, không sao. Hôm nay chúng ta cứ bình tĩnh bạn này. Mũi tên thì đỡ khiên. Đỡ khiên đi, đúng rồi. Cái này đỡ khiên được chưa? Ờ, tính ra cái này cháy rồi. Ôi, không đỡ được, không đỡ được cửa. Cháy quá. Ê, em đi nhặt. Ờ kìa, sao con giờ đỡ được mũi tên lửa nhỉ? Nào, tới bạn đây. Mũi tên lửa, mũi tên là đỡ được. À, đâu.
Tháo. Ây da, ui ôi, con dài này. Con dài này có kiếm lửa anh em ạ. Đúng rồi, cái cung tên nó phế hẳn luôn các bạn ơi. Đẹp gu. Này thì đỡ này. Này thì đỡ này. À như con giải bí ngô gà thật các bạn ơi, nhặt thì không nhặt, cứ đi đâu thôi ấy, thề. Nhặt trong khi đó thề như nhặt trong khi đó cái tim kia gọi là có ấy đâu. Này thì đứng đấy mà ngắm này. Đứng đấy mà ngắm này này như ngoài đầu lên. Này ngoài đầu lên, đứng đấy mà ngắm đâu. Nào. Rồi, chú tội. Phòng thủ. Phòng thủ làm gì, có nhà đặt đâu mà phòng thủ. Không, nhưng mà mất đồ. À thế à, ok. Thế à. Có đồ vành ạ. Không có đồ vành ạ, là không có dễ thế đâu vành ạ. À đúng rồi, chúng ta cứ phòng thủ bằng cung ấy. Tầm này cứ vô cung phòng thủ thôi là auto mấy con dài không vào đâu. Có nhặt được thôi cơ. Nhặt người ta đứng trên đầu ấy, nhặt. Nhặt cái gì là như đâu, lên đây mà nhặt. Lên đây mà nhặt. Nhặt luôn cái thang ở đấy đúng không ạ? Ngoài đầu lên là bắn các bạn ơi. Tụi bây ngoài đầu lên là bắn à, như... Rồi rồi, ngoài đầu lên bánh. Ngoài đầu lên bánh. Chạy thôi bạn ơi, như té rồi, trả bánh đấy à, như... Ui, bạn ơi. Ui, cháy 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 cháy. Ui ôi, cháy chết luôn à. Ui, phản đam chết luôn à. Áo thật đấy, đâu 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 bạn này. À, nút chắc phải nâng cấp giáp rồi. Đâu vứt ra, mang ra, mang ra. Đấy, okay, bạn ơi, chắc là mình cũng phải cấp gọi là ấy thôi. Nâng, 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 nâng cấp giáp rồi, mà tầm này cũng không thể nào mà chúng ta ấy được. Rồi, cái này xịn nha, cái này xịn nha. Cái này chúng ta có thể gọi là tạm này. Ok bạn này, nhận với chúng tôi này, chiến đấu bạn này. Tầm này chúng ta gọi là cất đồ đây đấy. Đâu sao? Đi nhặt, đi nhặt, đi nhặt. Biết thế mà lấy mình không ăn tham đó bạn ơi. Và lấy mình không ăn tham đó, mình cũng qua bên kia. À, mấy con dài về chế tạo rồi thì phải. Ok bạn. À, như mấy con giấy sao sao như nào là như như nào như nào như nào như nào, như nào? Như nào? Ờ, như nào như nào như nào như nào như nào như nào thôi đi bà như nào như nào. Ờ thôi là vào nhặt 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 các bạn ơi. Ui lửa lâu thế. Ô cái lửa lâu dã man các bạn ơi. Lửa miễn phí rồi. À lửa miễn phí luôn rồi. Rồi, té rồi bạn ơi. Con này kia vẫn bắn đuổi theo này, bắn bắn cố làm gì mà như. Ôi té rồi, tầm này. Thế là vào nhà rồi. Bắn đúng rồi, cái gần kia đúng rồi. Bắn con khỉ, bắn con khỉ mà như. Chuẩn bị này, đánh ra đây, đánh ra đây, đánh ra đây mà như, đánh ra đây. Ê, nhầm 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 mà như đang có bộ áo giáp mà như quên đấy bạn ơi. Tí mất đồ hoàn bạn ơi này. Bí ngô à? Bí ngô mất hết. Ghê vậy. Nào ngoan ra đây. Ngoài sai lầm của mình là khi mua ấy. À. Rồi ok, cảm ơn mày. Được được mấy mảnh rồi, bí ngô được mấy mảnh rồi. Bí ngô được có 5 mảnh. Đâu mang đây, mang đây, mang 5 mảnh đây. Mà như ok bạn này. Đâu. Vứt ở giữa kìa, vứt ở giữa kìa. Ok, ok, ok. Ui 15 mảnh. Xét kim cương ở đấy. Mảnh với ấy ạ. Ok bạn này. Thôi mình đổi tiếp. Quần này. Ok ông này vào nhà đi. Ôi thôi. Ông đấy không vào nhà đâu kia nè. Đấy 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 block ở giữa, đấy block ở giữa. Ừ có rồi, đào đi, đào luôn, đào luôn, đào luôn. Chưa. Còn dài, nói phét thế mà không biết ý các bạn ơi, cũng chưa chừa. Nói thế mà tất nhiên cũng vậy. À, đúng là non thật các bạn ơi, con dài này ở team khác thì thông minh đấy, con dài qua team mình. À, nhưng, à đuổi thật đấy các bạn ơi. Nhưng lại còn cũng... Phong ấn sức mạnh rồi. Phong ấn cái gì này, nhưng mà nó... Hai tư mà anh về đây. Quá đâu. Cầm khiên dựng khiên lên. À, ok bạn ơi, té rồi. Tao có khiên. Lên. Tao khiên. Nào bạn này, bạn này, ok bạn này. Có đâu kiến, bánh đếm rồi. Để, à bánh đếm rồi ạ, à bánh đếm rồi với chúng tôi ạ. À. Thì bạn này. 2 la mảnh nút rồi, sao lưng rồi. Rồi, ok, đây. Bọc đi, bọc như bọc giường ấy. Bọc như bọc giường. Ảo thật đấy các bạn ơi, qua cả vụ bọc như bọc giường luôn nè. Đấy, thì bạn này. Chiến đấu này. Rồi, đúng ra rất là mạnh rồi.
Ôi cho người dân này về nhà đi. Nào lăng thang lách thách ở đây nào, làm gì? Nào làm thang bắn nè, ngon bắn nè. Mà như ngon bắn nè. Thế đây, bắn anh em núp kìa. Bắn nè. Úi ôi, anh em phút hết kim cương rồi. Bắn nè. Đúng rồi. Núp biết rồi. Ok ạ. Núp biết rồi, xong mấy con giải bắn đi. Làm sao? Ui giời ơi, tưởng thế nào các bạn ơi. Thực ra núp đã thấy cái gọi là block thang sắp xuất hiện rồi, là núp gọi là câu kéo hỏa lực mà như mọi. Nào bây giờ game cuối nha, cho mấy con giải cái gỡ như nào. Sở tắt game. Phải là ai biết cách chiến đấu rồi. Bây giờ ta sẽ sang luôn, ra luôn đi khẩn trương. Ô, lửa con đầy này. Lửa chứ, lửa miễn phí vẫn đầy chứ. Đi. Chạy về đi Vingo, nhặt được cái nào chạy về cái đấy. Rồi chứ. Đây. Cả đi, cất cứ cất vào dương, chạy nhặt được cái nào chạy về cái đấy. Rồi chứ, rồi đúng rồi, nhặt được rồi. Thôi đi nhặt đi. Cứ đuổi đi. Phải đuổi đi chứ. Rồi chứ. Lại bạn ơi. Đuổi nữa kia. Ai đuổi là đừng có đuổi, mình lo việc của mình đi. Không có gì đâu mà đánh. Rồi. Đúng rồi, nó cung cấp. Nó ví ngôi nhặt được bao nhiêu mà anh chuẩn bị ấy đi. Đâu mang đây. Đâu đâu mang đây nhanh khẩn trương. Ui. Đây. Đây mảnh này. Ngon chết các bạn ơi, ngon chết. Đâu. Vứt ra. Ra đi nhặt đi. Không. Như rồi chiếm rồi. Rồi, ok, cả đây, không quan tâm với con giải đấy đâu. Rồi. Tầm này chúng ta ấy rồi. Đến là đón. I'm coming here. Ta tới đây. Đụng là chạm. Đụng là chạm. Ui không chết à? À đây rồi. Đây rồi. Chạy rồi bạn ơi. Sống rồi. Chiến đấu phải như thế các bạn ơi. Đúng rồi. Cứ bình tĩnh. Rồi được bao nhiêu cũng mang hết. À đúng rồi. Đâu bí ngô được bao nhiêu? Vứt đây. Đứng đây. Đâu. Đi về nhà. Được bao nhiêu là húp bằng đấy luôn mà. Như tránh trường hợp mấy con dài như xử đẹp mình bạn ơi. Mình phải cẩn thận tí. Tầm này là như 1m2 là có 4 kẻ địch. Sao không đi nhặt đi? Thế chứ. Tại vì con nhà chơi nhảy trên. Ôi giời, nhảy cái gì lại em biểu diễn chiếc thú à? Ok bạn ơi. Thôi tầm này là mình đã có áo giáp rồi kìa. Thôi đúng rồi, tầm này chúng ta mạnh lắm rồi, nên gọn lẹ rồi. Sao bên đấy phá hoại đi, cứ đánh phá đi. Ra đây như cái cửa gỗ nhiều thật. Để núp ra núp xử đẹp như này. Đâu bí con rồi, lên đây phá con giày đi. Con giày này nhiều lắm rồi. Con giày nhiều lắm rồi bạn ơi. Con giày đi đường kia cay rồi đấy. Con giày đi đường kia bạn ơi. Hoặc là gọi để cho con giày đi đấy. Đúng rồi, nhặt bên đấy để núp qua bên này. Tại này chúng ta chiếm ở trên này các bạn ơi. Anh chỉ trên này đi, không ra tính tiếp. Rồi, bắn cái gì vậy các anh? Nếu được nhiều tầm mấy chục là ấy, cứ dự khiên lên cái cùng phế lắm, mua núp vào đây núp mua sai rồi. Cứ dự khiên lên mà chạy nhá. Mà nếu có gì núp chạy bao giờ chạy núp yểm trợ ra. Đâu rồi. Rồi kìa con dài lên kìa. Được bao nhiêu rồi? Bí ngôn được bao nhiêu rồi? Bí ngôn được 11 rồi. Rồi ok. Đây vài núp chế tạo bộ áo giáp kim cương là đẹp đẽ luôn này. Rồi vứt đây vứt ra ngoài luôn. Rồi ok đi luôn di chuyển luôn. À, nhờ với chúng tôi à? Sao nào? 21 viên kim cương đây rồi. Đi rồi, bà đi. Chưa. Với chúng tôi này. Rồi, lúc thừa 7 viên kim cương ở trong... 5 viên kim cương trong giường nha. Bị ngô chế thì chế. Ok. Rồi, lên đường anh em ơi. Tầm này chúng ta chiến đấu. À, em ra này à? Sao? Làm nào? Anh thích dích không? Điểm rồi. Mình thích dích không? Con ra đây. Anh thích dích thì ra đây và dích luôn rồi. Cứ đứng đây các bạn ơi, cứ đứng đây chiếm đây. Nếu mà bí ngô ấy thì bí ngô cứ phải chế tạo nha. Rồi, cái này chúng ta phải mạnh các bạn ơi. Con giờ kiếm một kim cương rồi kìa. Con giờ đấy chắc chắn rồi, con giờ đấy nhiều tiền mà. Trong khoảng thời gian mình đi farm con giờ cũng khá là nhiều đấy. Ui ôi, full set kim cương rồi. Ok, không sao. Này, đừng nhảy xuống đánh nhau, kệ đi. Quay lại kìa đã.
quay thì mà quay người ta về. Kìa kìa, thanh niên núp kìa, quay thanh niên núp. Ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Quay. Sao quay? Quay. Không. Quay how to quay hả? Hả? How to quay? Quay quần bên nhau. Kìa đâu? Kìa đây, 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 đây. Chạy ơi, chạy ơi, chạy ơi. Đúng rồi, chạy, chạy, chạy. Chạy, 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 chạy. Ôi, té rồi. Kiếm cung cương mà sợ à? Kiếm cung cương mà sợ. Té rồi, bạn ơi. Mai, mai. Trời ơi, phải quay lại. Quay con quay gì đi. Đánh cho mất hết đồ đi mới chưa. À, ở trong ấy à. Ở trong dương có kim cương. Đấy rồi. Chạy. Chạy nhanh thế nhờ. Chạy nhanh thế nhờ này như. Đánh đi chạy. Chạy nhanh thế nhờ. Ok bạn ơi, đi 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 đi. Vậy chúng ta phải đi lựa mà này. Rồi ok, 18. Chạy nhanh thế nhờ. Ồ, nhà mấy con dài này. Đấy, bạn này 22 rồi, 22 rồi. Đấy, à, đấy, cái ông kia. 19 đây, đúng rồi. Đấy, tự chế tạo lo cho bản thân đi. Núp, okay. Núp là đủ đồ rồi. Như núp, núp là đủ rồi. Hôm nay là núp gọi là lo về mặt khoản đồ ăn thôi. Nào, đâu rồi. Ôi, rồi, hết đồ ăn rồi, Vanh ơi. À, đây, có gì ăn đâu. Vanh đều rồi, Vanh đều rồi. Ở Vanh có mỗi táo vàng. Thế nhờ, mà như không ai ra đây tỉ thí bao nhiêu. Cái ông quả, cái ông quả. Thôi, cứ đứng đấy, cứ đứng đấy, bên đấy, bên đấy, bên ngoài. Tí đồ ăn. Đây, mua cho kia đồ ăn. Này, này, Bí ngô ra đây, lấy mua cho thịt này. Đây, đâu, này, đây. Thì thả thì tầm này, thì thả tầm này. Như, Bí ngô mua kiếm ấy chưa, kiếm lửa chưa? Chưa. Sao đây, đánh đi, đánh đi, đánh đánh xuống. Đánh thanh niên nào, quay thanh niên đã. Đánh Bí ngô chưa này? Nào. Quay quần bên nhau. Nào. Ô Kiên đâu? Kiên đâu? Kiên đâu con khỉ? Kiên cứ thế đi theo nhau. Kiên đâu? Đấy đi, đấy đi, đấy đi. Ok, đánh Bí ngô. Ok. À như. Ok. Một bổ thôi, một bổ nữa. À như con trời Bí ngô không đánh. Một bổ nữa thôi. Đây này, một bổ này này, này như một bổ này này. Anh đánh một rồi, đánh đâu rồi? Một bổ này, một bổ này này như một bổ này, một bổ này, một bổ này. Một bổ đấy, một bổ đấy, tất cả là một bổ đấy. Đấy, tất cả là có trong một bổ đấy. Đấy như. Đấy, đây 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 này 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 này, tiền này mua đi này. Đấy, nâng cấp kiếm đi thì hăng hái cùng nhau ấy về chạy mình. Đấy như về thì phải chạy chứ tầm này. À. Hai con giỏi. Hai con giỏi chơi game. Đã bảo đây là cuộc chiến chiếm đoạt bờ lóc than hai con giỏi rồi. Chá này con giỏi thật đấy cơ. Như con giỏi kiên lướt qua như một con gió không thèm quan tâm luôn kìa. Rồi nhanh lúc nữa. Máy quan trọng là quan trọng là đồ VIP đến mấy, quan trọng là chúng ta chiếm được bờ lóc than các bạn ơi. Đó được rồi, mini game có kết quả cho cơ hội đấy, gỡ mà không gỡ bạn ơi. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất ở trong nút tìm. Đấy thì ủng hộ nha, bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.